Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách kết nối và sử dụng cái đồng hồ thông minh HVK67 này nhé. Bộ sản phẩm của chúng ta sẽ bao gồm có là một cặp dây đeo này, một đế sạc không dây này, đồng hồ sử dụng đế sạc không dây nhé. Mặt đồng hồ này, người ta ấy bóc siêu ra này, nó còn nguyên siêu này. Sau khi lắp dây thì các bạn bật nguồn lên nhé. Ở bên cạnh phải chúng ta sẽ có hai cái nút, mình có thể bật một trong hai nút nhé. Vuốt xuống là thanh điều hướng, vuốt lên là thanh thông báo này. Gạt sang phải hoặc sang trái là đổi các nền nhé, các nền cho đồng hồ nhé. Vuốt vuốt xuống này là thanh điều hướng. Vuốt lên sẽ là cái chỗ mà thông báo. Cái này thì để vào menu thì các bạn ấn vào cái nút sườn bên tay phải, cái núm đấy. Núm này mình có thể xoay là phóng to hay thu nhỏ menu. Chạm vào các chức năng để kiểm tra một chút này. Chúng ta thử kiểm tra các nút ở bên sườn, dây để kiểm tra cảm ứng này, zoom này, phóng và thu nhỏ này, phóng to thu nhỏ này. Để kết nối và sử dụng được cái đồng hồ, các bạn tải cho mình một cái app nhé, một cái app là gọi có tên là WeFit Pro WEAR này, Fit Pro này, đồng ý này, mở app. Ở đây mình tải, các bạn mở app lên này. Các bạn cho phép truy cập này, mục đích cho phép này. Ở đây thì nó yêu cầu mình phải đăng nhập hoặc là đăng ký tài khoản tại Gmail nhé. Các bạn phải đăng nhập cái Gmail cho mình nhé. Các bạn nào chưa đăng ký tài khoản thì các bạn phải vào phần đăng ký này, ở phần đăng ký tài khoản ở góc bên tay phải đây, thì các bạn điền thông tin đầy đủ vào đây. Các bạn chọn quốc gia này, mình chọn quốc gia Việt Nam này. Các bạn điền thông tin đầy đủ ở phía dưới rồi là người ta sẽ gửi mật khẩu về mail. Các bạn nhập mật khẩu vào là đăng ký thành công nhé. Ở đây mình có mail sẵn rồi, mình chỉ cần đăng nhập mail của mình vào là xong. Sau khi đăng nhập thành công mail xong thì các bạn ở phần menu các bạn sang dòng trang thiết bị, các bạn tìm thêm thiết bị nhé, vào ấn vào chữ thêm thiết bị để tìm nhé. Thì ở trên đồng hồ các bạn phải bật Bluetooth lên nhé. Các bạn ở thanh vuốt xuống ở thanh biểu tượng của hình gọi với lại cái Bluetooth, các bạn bật lên để đồng hồ tìm được nhé. Khi nó tìm được thì các bạn ấn vào thôi, ấn vào để kết nối thôi. Đấy là đã kết nối xong qua app nhé. Các bạn đấy, nó yêu cầu kết nối một lần nữa qua Bluetooth. Thì các bạn cứ xác nhận hết đi. Sau khi kết nối qua app xong, các bạn quay trở ra vào phần cài đặt của điện thoại, các bạn sang phần Bluetooth. Các bạn bật Bluetooth lên, các bạn cũng mở đồng hồ ra để gạt vuốt vuốt mặt xuống để bật lên nhé, bật lên để Bluetooth có thể tìm thấy nhé.
Đấy, sau khi thấy tìm thấy watt cạp thì các bạn ấn vào kết nối nhé, hết cân kết nối một lần nữa nhé. Thì lúc này ở trên Bluetooth chúng ta sẽ kết nối với hai thiết bị, một cái là HW67, một cái là watt cạp nhé. Sau khi kết nối qua được hai lần thì chúng ta sẽ thực hiện được cuộc gọi nhé. Chúng ta sẽ thử gọi 900 này, thử cuộc gọi này là nó sẽ gọi được nhé. Đấy, thử gọi một số này. Ở đây mình đã lưu sẵn số ở trong đấy. Như vậy là đã thực hiện được cuộc gọi nhé. Để sử dụng được tính năng cuộc gọi cũng như danh bạ, các bạn phải kết nối một lần nữa qua Bluetooth như lúc nãy mình hướng dẫn nhé. Ở phần phần thời tiết thúc đẩy, phần này chính là phần xem nhiệt độ thời tiết hàng ngày nhé. Phần này là phần đồng hồ báo thức, các bạn có thể thêm báo thức vào đây nhé. Mình chọn báo thức là 7 giờ sáng này, tích vào thứ ngày tháng mình muốn nó thông báo nhé. Sau khi tích các bạn bật nó lên thôi. Phần phần lắc để chụp ảnh, các bạn lắc đồng hồ nhé. Các bạn lấy tay lắc lắc đồng hồ là nó sẽ tự động chụp ảnh về điện thoại nhé. Cái này phải lắc thật mạnh vào. Đó. Nó đã chụp được ảnh về rồi. Ở phần cài đặt thiết lập khác, phần này là các bạn sẽ bật lên để lúc mình giơ đồng hồ lên thì mặt đồng hồ nó sáng lên, và mình đưa tay xuống thì màn hình nó tối nhé, để tiết kiệm pin cho đồng hồ nhé. Ở phần cài đặt thông báo, cài đặt thông báo này các bạn vào bật lên nhé, vào bật thông báo lên nhé. Phần này các bạn bật lên hết nhé để nó có thể thông báo. Ở chợ phần này thì mình sẽ có các thông báo như là thông báo cuộc gọi, thông báo tin nhắn này, thêm thông báo Gmail và thông báo Facebook các bạn nhé. Ở phần nhắc nhở sức khỏe này, phần này là chúng ta có thể cài đặt để nó có thể nhắc nhở mình trong khoảng thời gian là bao nhiêu phút nó sẽ nhắc nhở mình một lần nhé, ví dụ là 150 phút một lần nhắc nhở vận động này, còn nhắc nhở uống nước là mình để 120 phút chẳng hạn đấy. Ở phần tìm vòng tay thì các bạn nhấn vào thì đồng hồ nó sẽ rung lên nhé. Các bạn nhấn vào cái phần tìm chiếc vòng tay này, đồng hồ rung lên này. Ở phần liên lạc thường xuyên ấy, các bạn thêm số điện thoại mà mình thường hay liên lạc nhé. Cái này thì mình thêm vào để mình có thể dùng cái đồng hồ mình thực hiện cuộc gọi đi nhé. Đấy, mình có thể thêm các số vào, ví dụ như là số này. Đấy, sau khi mình thêm mình vào cái phần này, mình ấn thẳng vào cái danh bạ mà mình muốn thêm vào thôi. Mình sẽ thực hiện cuộc gọi trên danh bạ nhé, trên danh danh bạ mình đã thêm. Mình sẽ thử thực hiện vài cuộc gọi nhé. Đấy, như vậy là đã gọi đi được nhé. Đấy, mình gọi thêm một số nữa này. Đó, cái danh bạ mình, cái số mình đã thêm ở trong danh bạ này là mình có thể thực hiện thao tác là nhấn gọi đi này. Nó thuận tiện và nhanh hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đi thay hình nền cho cái đồng hồ này nhé. Chúng ta sẽ vào phần thị trường quay số các bạn
Vào các bạn vuốt lên nhé. Ở dòng dưới cùng chữ biên tập, các bạn ấn vào chữ biên tập ở dòng dưới cùng, các bạn chọn hình nền. Các bạn vào trong chọn hình nền nhé. Chọn hình nền để mình thay cho mặt đồng hồ nhé. Các bạn cắt này, cắt ở góc trên cùng này. Phần này các bạn có thể tùy chỉnh cái đồng hồ nhé, cái vị trí đồng hồ mà chúng ta muốn để, hoặc là các dòng chữ màu xanh, màu đỏ, màu trắng, nó có cái các mặt chữ màu nhé. Các bạn có thể để tùy thích ở vị trí mà mình muốn. Sau khi chọn được, các bạn ấn vào dòng chữ cài đặt nhé. Sau khi ấn vào hình ảnh sẽ được tải lên mặt đồng hồ nhé. Các bạn chờ cho nó nhảy lên hết đến 100% nhé. Sau khi hình ảnh đã được chuyển tải lên thì mặt đồng hồ chúng ta đã được thay hình nền rồi nhé. Chúng ta sẽ vuốt lên để xem thông báo này. Ở đây là mình đã có thông báo từ Gmail đến nhé. Mình xóa đi này. Mình sẽ tìm hiểu một số chức năng ở trên đồng hồ các bạn nhé. Thì ở đây các bạn mở Bluetooth lên xem một cái video bất kỳ nhé. Mình mở video này lên nhé. Ở đây thì khi mình mở lên thì âm thanh nó sẽ được phát lên đồng hồ nhé. Âm thanh nó sẽ được phát lên chính đồng hồ chúng ta nhé. Các bạn vào phần biểu tượng âm nhạc này. Phần biểu tượng hình âm nhạc, các bạn vào phần âm nhạc. Phần này là để điều khiển nghe nhạc từ xa nhé. Các bạn có thể tăng giảm âm lượng và tùy thích nhé. Ở phần này các bạn có thể là tạm dừng nhạc này, tạm dừng phát nhạc này. Đấy, tạm dừng video, phát video. Next này, next qua bài này. Đó, chúng ta next video này, next qua này. Quay trở lại này. Ấn quay trở lại nè. Chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình làm video này để hướng dẫn mọi người cách sử dụng cái đồng hồ thông minh smartwatch. Ngoài xem ở trên kênh YouTube và nghe ra thì các bạn cũng có thể mở nhạc MP3, thì các bạn cũng có thể dùng nó để điều khiển tạm dừng nhạc, phát nhạc, hoặc là next bài, qua bài, hoặc là quay trở lại bài. Ở trên đó các bạn có thể để dùng để điều khiển âm nhạc nhé. Nó là dùng để điều khiển nghe nhạc. Đây mình sẽ đi xem một số cái tính năng trên đồng hồ này. Phần này là phần tăng và giảm ánh sáng nhé, độ sáng màn hình của mặt đồng hồ nhé. Các bạn có thể tăng chế độ này, là đây một số các chức năng.
Chúng ta có thể từ từ đi tìm hiểu các chức năng ở trên đồng hồ này. Phần này là phần tắt nguồn. Tắt nguồn. Xem lịch. Xem thời tiết, nhiệt độ, xem nhiệt độ thời tiết. Đo huyết áp. Phần này là khởi động lại đồng hồ. Phần cài đặt này. Đây này có những cái chế độ cài đặt nhé. Phần này cũng chính là phần ấy đấy, tăng giảm cái độ sáng của màn hình. Ở đây chúng ta có phần cài đặt ngôn ngữ này. Các bạn có thể chọn tùy chọn ngôn ngữ. Ở đây thì mình sẽ tìm, mình đã lựa chọn tiếng Việt, sử dụng tiếng Việt để mình dễ sử dụng hơn. Sau khi được tích rồi thì các bạn thoát ra thôi. Đó, nó đo nhịp tim, nó cũng có mấy cái đo nhịp tim, đo đồng hồ, đồng hồ đếm ngược các thứ này, đo oxy trong máu này, đo nhịp tim. Phần này là phần tăng giảm âm lượng của cái đồng hồ nhé. Chúng ta muốn nó rung hoặc là có tăng giảm, rung mạnh hay rung yếu. Phần thực hiện cuộc gọi. Cuộc gọi SMS. SOS chứ. Máy tính này. Máy tính này, tính này. Nhật ký cuộc gọi này. Ở phần nhật ký cuộc gọi này. Phần này là phần bàn phím ấn số gọi. Dữ liệu tiêu thụ. Phần chế độ ngủ. Phần tin nhắn, xem tin nhắn này. Phần thở, oxy, thở đo nồng độ oxy. Phần này là thông tin của cái đồng hồ nhé. Video Hôm này nay đến đây. đây là hết. Thì các bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc gì thì có thể comment, để lại comment cho mình nhé.